lúc nào mấy chỗ này vỏ ốc nữa là anh em. Nào. Ốc này nó bị cháy nè, nó bị bể rồi nè anh em. Đó. Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là cái miếu thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát mà các bạn thấy không? Cái miếu này nó rất là lớn nha. Miếu này ở đây nó theo đạo Phật sao? Chắc là đi vô đây đây. Đây là các bạn, đó các bạn thấy rõ chưa? Đây mình đi vô một chút nha. Ok ok. Ok, không quay chúng tên nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này cũng vong này. Thì mình nói với các bạn rồi là mấy cái cây này á, là vong hồn rất là nhiều nè các bạn nè. Người ta để cái chén ở đây mình bảo đảm với các bạn một điều luôn là người ta cúng đồ ăn cho vong hồn. Mà những cái cây này thấy ghê không? Mấy cũng đi đường vòng tới đây nữa. À, nhiều khi trên cây có cái gì không? Mình đã nghi rồi, mình đã nghi rồi các bạn ơi, không thể nào mà tự nhiên có một cái cây mà hả? Nó chìa xuống xung quanh như vậy hết trơn á. Chào mừng mọi người đã đến với channel của Bảo Ren. Các bạn có nghe tiếng chó không? Cái khu vực này là cái khu vực người ta tự tử. Mặc dù là buổi trưa như vậy nhưng mà mình rất là sợ. Mình cho các bạn xem ở chỗ cái khu vực này á, là cái tâm linh của nó rất là cao, rất là nghiêm ngặt. Đây, Dũng Huy. Ở đây á, nào, mình nói cho các bạn nghe cái truyền thống tất cả các ngôi nhà ở đây á, người ta đều có một cái truyền thống, đó chính là khi người nhà bị mất là người ta đều chôn xác của người nhà ở cạnh nhà bên mình. Cho nên là cái khu vực này á, là miếu thờ rất là nhiều, thậm chí là trong nhà mà ở ngoài đường luôn. Bây giờ đây nè các bạn, mình cho các bạn xem, đây là cái miếu của miếu thờ Phật. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát hả? Đúng rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là cái miếu thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát mà các bạn thấy không? Cái miếu này nó rất là lớn nha. Hình miếu như này ở đây nó theo đạo mẫu sao á, nó theo thờ một vị sáng tạo. Đó. Thì không phải là riêng cái miếu này đâu mà còn rất là nhiều miếu khác nữa, nhưng mà chút hồi mình đi mình review hết cái khu vực này cho các bạn xem. Là ở cái chỗ này á, tâm linh rất là cao. Và dường như là mình không hiểu tại sao có một số người á, là bao nhiêu cái vụ tự tử á, là người ta đều đến cái chỗ này hết. Thì ngày hôm nay mình đến cái chỗ này để mà mình có thể review được cho các bạn xem coi là nó còn dư âm lại cái gì hay không, hay là nó còn để lại cái mẫu vật gì đó của những người đã tự tử hay sao đó. Ok, nhìn rất là ghê, mình cảm giác như nguyên cái khu vực này rất là âm u luôn các bạn ạ. Đó, miếu thờ đàng hoàng nha. Nào, người ta vẫn cắm nhang, hàng ngày nha anh em ơi. Đó. Tại vì mình không phải là đạo Phật cho nên là hả mình mình chỉ review một chút cho các bạn xem thôi. Bây giờ mình đi qua chỗ này cho các bạn xem là nhà ở bên đây mộ rất là nhiều luôn. Các bạn xem nè các bạn. Mình đang đứng trước hai ngôi mộ. Dùng. Đây là các bạn. Mình các bạn nhìn không rõ thôi nhưng mà ở phía trong đó đó là hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ người ta đào nó mà mình không biết đi vô bằng đường nào. Chắc là đi vô đây đây. Đây là các bạn, đó các bạn thấy rõ chưa? Đây mình đi vô một chút nha. Ok ok. Ok, không quay chúng tên đâu. Nè, 1 2 3 4. Ok chưa nào? Các bạn có thể nhìn rõ. Mình chỉ quay hờ ra cho các bạn thôi, tại vì ba cái chuyện mà quay vô cái mộ là những cái chuyện rất là nhạy cảm. Và không những là ở phía bên đó nhưng mà ở phía bên đây còn rất là nhiều luôn nè các bạn. Đấy kìa, các bạn có thể nhìn xa xa thấy không? Nhìn xa xa. Đây, mình đi qua bên đây cho các bạn xem. Tại vì cái truyền thống ở chỗ này là như vậy các bạn, có nghĩa là người mất. Đây. Đốt này nọ để mà gửi đến xuống cho người âm. Đây nè các bạn, đây nè, ta đốt rất là nhiều.
người ta có đốt kèm với kiểu như là lá cây với các kiểu nữa, nhưng mà ở đây là chủ yếu là ngày nào người ta cũng đốt vàng mã rồi các kiểu xuống cho người âm mà. Đó, rất là ghê. Cho nên là ngày hôm nay mình cùng với Dũng Huy á, mình cùng với Dũng Huy là đang muốn kiểu như là thu thập thêm chứng cứ. Tại vì người ta nói rằng ở chỗ này á, rất là nhiều người tự tử, cho nên là các bạn nghĩ đi, nếu mà người ta tự tử nhiều á, vậy chứng tỏ là người ta sẽ để lại cho anh em mình một cái gì đó. Tự nhiên mình cảm giác khó thở. Thì ví dụ như là người ta sẽ để lại cho mình cái áo máu nè các bạn, hay là người ta sẽ để lại cho mình cái bức tâm thư tuệ mệnh hay cái gì đó. Đó, cho nên là bây giờ mình cùng với Dũng Huy sẽ đi khám phá xem coi khu vực này sẽ có cái gì để quay lại cho các bạn xem nha. What the fuck, Dũng ơi, qua đây coi, qua đây coi. Yeah, yeah. Làm sao mà tự nhiên ở cái chỗ này nhìn nó ghê vậy? Em để ý rồi, sao tự nhiên má lá rớt rồi tùm lum ghê quá các bạn. Em cảm giác chúng trong rừng u minh các bạn. Các bạn có biết không? Âm u vãi luôn. Các bạn có biết một điều đó chính là những cái nơi mà nó hay tụ họp vong với linh hồn nhiều á, là những cái cây nó sẽ đưa xuống nè, các bạn nhìn là what the fuck, cây này là cây gì nhờ? Cây sao nhìn ghê ta? Cây đa sao á? Phải cây đa. Cây si. Cây si hả? Đúng rồi. Các bạn về tìm hiểu cho mình một điều đó chính là các bạn để ý là những cái cây nó hay nuôi linh hồn, và những cái nhánh mà nó đưa xuống đó là cái năng lượng âm ở những cái dây leo đó rất là nhiều. Các bạn có thể lên các bạn xem, hồi lúc đó mình có coi một cái phim về Naruto đó anh em, là trong cái phim đó nó cũng lấy về trong cái quan niệm của tâm linh đó, đó chính là những cái nhánh cây đó, nó thòng cái dây xuống vậy nè, là ở trong Naruto nó thòng cái dây xuống là nó úp người ở trong đó. Anh em, nếu mà anh em nào fan của Naruto thì anh em sẽ biết ha. Ui, gì đấy? Hả? Em xem nha, nhiều khi đó, nó có những cái tấm thiệp với lại mấy cái tờ giấy của di chúc rồi để lại á. Ok, em xem đi. Mình đã bắt đầu là mình cảm giác như là mình thấy cái cây này nó có cái điều gì đó rất là thú vị rồi anh em ơi. Hay không? Đây là mình đi xuống một chút cho các bạn xem ở dưới đây ha. Ở dưới đây thì nó hơi ghê rợn một chút, nhưng mà mình xuống. Trời ơi. Dép của con gái. Nè, xuống đây coi. À, có khi nào là của người ta tự tử cái xong người ta bỏ để lại nè. Nhìn nè. Em nếu không nhầm thì cái dòng sông này cũng xảy ra khá là nhiều cái vụ tự tử. Nè, nhìn nè các bạn ơi, nè nhìn nè. Mình sốt nè. What the fuck? Nè các bạn. Nè, nhìn nè các bạn. Bây giờ mình đứng ở chỗ này rồi, các bạn có thể nhìn rõ được ở phía trước nó như thế nào nha. Nè, cái chỗ này rất là dơ. Rất là dơ, mình sẽ không có đi xuống chỗ này đâu. Đây, Dũng đứng ở phía trước đi, mình cho các bạn xem là cái quang cảnh này nó đẹp như thế nào ha. Nhưng mà mình không nghĩ rằng là ở trong cái khu vực này nó lại có một cái cảnh mà giống như là rừng Amazon anh em ơi. Nhưng mà mình bảo đảm với các bạn luôn là xung quanh cái khu vực này nó còn rất là nhiều thứ mà mình chưa tìm ra. Thôi, em đi ở phía bên kia đi. Phía bên kia mình qua xem bên kia mình có cái gì nha các bạn. Này, đây chiếc dép mà mình không dám nhặt. Mấy cái đồ mà ở ngoài đường là mình nói với các bạn là tốt nhất là các bạn không nên nhặt nha. Không được nhặt luôn. Tại vì những cái đồ đó là của... Những cái đồ đó mình vẫn chưa có biết là của ai. Kiểu như của người âm á, là hả, coi như là xong luôn. Ok. Ôi các bạn ạ. Gì? Sao đây lại vây một cái miếng chắn này sao vậy? Để làm gì vậy? Anh chả hiểu nữa tại sao ở chỗ này nó lại vây một cái miếng chắn này các bạn ơi. Rõ ràng là nó đâu có ngăn cách với cái gì đâu ta. Nó không có ngăn cách với cái gì hết, nhưng mà người ta lại để một cái miếng chắn ở đây. Chả hiểu nữa. Tìm xem coi. Dũng tìm xem coi. Gói thuốc nè anh em. Chỗ gì? Này sao lại đốt ta? Hả? Thì bạn... người ta đốt người ta cúng đó, cái khu vực này đốt đẩy vậy. Người ta đốt người ta cúng đó anh em. Làm gì có đám thế nào bự vậy? Em nghĩ nó đốt xác người anh bảo. Gì nè. Chắc ông á. Thật sự rất là giống luôn anh bảo. Vỏ ốc này. Vỏ ốc này các bạn ơi. Lúc nào mấy chỗ này vỏ ốc nữa nè anh em. Nào.
ốc này bị cháy hết rồi. Ốc này nó bị cháy nè, nó bị bể luôn anh em. Nó bị cháy mà nhuyễn luôn. What the fuck? Nhìn kìa Dũng. Má, cái chén rồi. Nhìn kìa Dũng, má, cái chén. Cái chén này cũng vong này. Thì mình nói với các bạn rồi là mấy cái cây này là vong hồn rất là nhiều nè các bạn nè. Người ta để cái chén ở đây mình bảo đảm với các bạn một điều luôn là người ta cúng đồ ăn cho vong hồn. Mà nhìn cái cây là thấy ghê không? Nó có mấy cái lỗ gì đi xuống ấy. Ui. Cái gì vậy? Hết hồn các bạn ơi. What the fuck, nước nó xảy ra. Ui. Ôi, chỗ đồ nước thải trời. What the hell. Ghê quá. Em kiếm vòng vòng đi đi Dũng ơi. Cái chỗ này á, người ta cúng vong á, cho nên là họ bảo đảm luôn là nó còn những cái gì đó Dũng ơi. Em đi kiếm thử xem coi. Dũng ơi, em lại đây em xem nè. Dừa. Lại là dừa. Em có nhớ cái chỗ mà cái nhà cô gái bị ấy không? Có dừa. Có ốc. Ừ, có ốc nè, có dừa. What the hell? Dừa rất là nhiều luôn đó. Nè, vỏ dừa nè các bạn. Vỏ dừa nè. Nguyên một mùi vỏ dừa luôn. Thấy không? Em nhớ không nhầm thì cái vỏ dừa này nó có tác dụng mà. Nhìn thấy được ma quỷ các bạn. Hồi xưa em thấy ông bà em á trồng một cây dừa, rồi để cái cây dừa, cái quả dừa đó mọc trên cây cũng tầm chục năm á. Cái quả dừa mà nó càng già á, mình đốt lên á, cái ánh sáng của nó tác dụng có thể khiến cho mình nhìn thấy được thế giới bên kia luôn anh bảo. À, nhắc đến dừa mình quên kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Chắc hẳn là trong tất cả các bạn trẻ ở đây là ai cũng đều nghe về cái câu chuyện sọ dừa rồi đúng không? Các bạn chỉ mới có nghe cái phần mà kiểu như là người ta mang kể cho trẻ em đấy, nhưng mà các bạn vẫn chưa biết. Các bạn, nhiều bạn có bao giờ các bạn thắc mắc là cái sọ dừa đó nó như thế nào không? Nó là cái đầu người. Tức có nghĩa là bà mẹ bà đẻ ra một cái đầu người. Đẻ ra một cái đầu người và cái đầu người đó biết nói. Nhưng mà lại không có thân. Không có thân. Mà cái đầu người đó là hiện thân của ma quỷ. Anh em đừng có nghĩ cái câu chuyện sọ dừa nó chỉ đơn giản vậy. Nếu mà có thời gian đó mình sẽ kể cho các bạn nghe tường tận về sọ dừa như thế nào. Đằng sau câu chuyện sọ dừa là rất là nhiều điều bí ẩn. Không thể nào mà một người bình thường mà đẻ ra một cái đầu biết nói được các bạn nè. Cho nên là họ, ok, mình không có thời gian để mình kể cho các bạn nhiều. Chủ yếu ngày hôm nay là anh em của tụi mình đi khám phá. What the fuck, Dũng ơi, có tờ giấy gì nè Dũng ơi. Có tờ giấy gì này? Ghi chút gì không? Nó đốt xác nữa, ghi chút không bạn? Nè các bạn, ở đây là người ta đốt cái gì đó nè. Gì á? Số điện. À, mình tưởng là cái tờ giấy tuyệt mệnh của mấy cái người mà người ta ấy. À, vãi nội hả? Đi xuống đây tìm coi xem có cái gì không. Nào, mấy cái tờ giấy bị đốt nè. Đi tìm coi Dũng. Nè, đi xuống thử cái gốc cây này coi, dưới gốc cây nè. Gốc cây hả? Ừ. Nãy tính đi đường vòng bên đây nữa. À, nhiều khi trên cây có cái gì không? Cái dây treo cổ, cái dây treo cổ. Phải đầu bay. Phải đầu bay. Cái dây treo cổ, cái dây treo cổ. Dùng. Em đi tới đi, em tới gần đi. Review cho các bạn xem. Đúng rồi, chỗ đâu xa. Review cho các bạn xem. Đi, mình sợ các bạn ơi, mình sợ các bạn ơi. Mấy cái lúc nãy hả, thằng Dũng nó ghen mình, Dũng ghen mình cho nên là hả? Dũng nha. Nãy giờ nói cho đứt đốt xác, anh đậu đầu tiên đâu. Người ta treo cổ đây, sao chết rồi tao đốt xác đi này. Nói đậu tiên trời. What the fuck? Má ơi, cái gì cho cổ? Các bạn thấy chưa? What? Vừa sao bảo? What? Từ từ, để anh quay rõ cho các bạn xem. Má ơi. Trời ơi, cái gì cho cổ này các bạn ơi? Đừng. Má. Anh bảo nghĩ mình lên lấy xuống không? Gì? Đừng có lấy xuống. À đúng rồi.
những cái đồ mà còn lại, những cái đồ mình còn giữ lại hết là cái đồ của người âm đó, em bị khùng quá, em đừng có lấy xuống, để im vậy đi. Ai mình nhìn rùng mình luôn các bạn ơi, rùng mình luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mình thấy cái dây chuyền cổ luôn đó các bạn, nay như đó. Wow. What the fuck, cái dây chuyền cổ nhìn đúng gớm luôn. Mình đang thật sự mình đang lấy hết bình tĩnh của mình để mình tới mình có thể quay một vòng cái dây chuyền cổ cho các bạn xem. Không biết cảm giác của các bạn khi mà thấy cái dây chuyền cổ sao chứ mình hả? Nhiều khi cái chỗ này mình tới cái xong người ta kéo chân mình luôn. Trời fuck cái dây chuyền cổ này em ơi. Đúng ghê luôn á. Đúng ghê luôn Dũng. Nè các bạn như nè. Mình đã nghi rồi các bạn ơi, không thể nào mà tự nhiên có một cái cây mà hả? Nó chìa xuống xung quanh như vậy hết trơn á. Mà tại sao người ta không dọn đi chứ mẹo? Hả? Ghê quá. Anh vừa cảm giác có ai lượn lên vai mình. Anh vừa cảm giác ai lượn lên vai mình là nó sống lưng luôn. Được. Trời, chị nói ý này nhé. Anh Đạt có nhớ những cái đồ mà Hôm bữa mình gặp không? Bây giờ nha. Giờ sao? Mình lấy cái dây. Mày khùng hả mày? Nghe đem mày làm mùa. Thằng Dũng này bị khùng. Tại vì những cái đồ còn chết á. Em bị khùng quá. Thằng Dũng này nó bị. Em bắt cái lưng tung. Mày nằm bùa lui ngại cái kiểu thí nghiệm luôn, xem nó có gì. Mày khỏe, thí nghiệm luôn. Lấy đi. Cẩn thận nha. Cẩn thận đấy Dũng ơi. Má, anh thấy có chuyện gì không hay sao á. Cẩn thận Dũng ơi.